Đây là mẫu cúc nối chung, chùm chung 4 đầu lại với nhau, thường chúng ta dùng cho dây mát hoặc dây nguồn cũng được, dùng cho điện lên tới 600V và 24A. Đây là 4 dây chung, mã hiệu đó là 104, còn đây là 6 dây chung, mã hiệu đó là 106. Đây là dây 2.5, chúng ta tuốt một đầu dây khoảng 80mm và chúng ta nhét vào bên trong. Nên tuốt đầu dây khoảng 80 vuông nha, xin lỗi 80mm nha, kẹp vào bên trong. Cái gì màu đồng bên trong nè, nó chui vào bên trong rất là chắc chắn. Muốn lấy đầu dây ra thì chúng ta sẽ vừa xoay và vừa lấy ra nha, xoay vừa xoay và kéo ra đó.